Mình hôm nay là quá quá bức xúc luôn, quá bức xúc về ông anh Nguyễn Anh này luôn, quá bức xúc luôn. Rồi, như vậy là cục này là khách không biết dùng nhưng mà lại đổ thừa cho sản phẩm mình, nó bị lỗi các bạn. Nếu ai á, mà không biết á, thì hãy chấp nhận là mình không biết, hỏi người ta chỉ, người ta dạy cho, người ta chỉ người ta dạy cho, chứ đừng có mà tỏ ra là cái gì mình cũng biết, tỏ ra cái gì mình cũng biết rồi cuối cùng đi phá hoại người khác các bạn. À, chào các bạn, hôm nay là mình lặn được một cục hàng này là hàng trả về của ông tên là Nguyễn Anh ha. Đây, Nguyễn Anh ở này số này ở huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh ha. Thì hàng này trả về với anh nó lý do là nó bị hư cái chức năng kiểm tra cái remote và chức năng test hồng ngoại, chức năng data test hồng ngoại của cái remote nè. Thì hôm nay hẹn nó trả về tới đây rồi, mình sẽ mở ra mình coi coi nó có thực sự là nó bị hư như vậy không các bạn ha. Rồi từ khúc này trả về sau mình sẽ không có xóa, không có ghép, không có cắt ghép gì hết, mình để nguyên một clip gì về luôn để cho bạn thấy là mình nó công công tâm, nó công bằng ha. Thì ok, đây là cục hàng trả lại các bạn ha, đây chưa mở nha. Mà keo của Genty đây chưa mở các bạn ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình mở ra. Rồi, mọi người xem luôn, mình sẽ không có cắt ghép video gì hết cho khúc này. Rồi. Thường thì hàng này trước khi gửi mình đã test trước rồi nên tỷ lệ nó hư rất là thấp. Tại vì trước khi gửi mình đã test kỹ rồi các bạn. Mình mới cho các bạn kiểm tra hàng chứ không lẽ mình gửi hàng tào lao cho các bạn, mình cho các bạn kiểm tra hàng lúc đó các bạn kiểm tra thấy nó hư mình trả lại như vậy là mình tốn biết nhiêu tiền xiết các bạn. Cái cục này là trả về như vậy là mình tốn tổng cộng là 60.000 tiền ship các bạn. Là tiền ship đi là 30.000, ship về 30.000 nữa, tổng cộng là 60.000 tiền ship cục này. Cục này bán lời có 230.000 à, mà lỗ một lần 60.000 tiền tiền ship, bạn thấy không? Đây mình mở ra. Đây trong mình đóng gói hai hộp đàng hoàng nha các bạn. Không phải là đóng khơi khơi đâu nha, đóng ngỡ ra là chắc chắn các bạn luôn á. Đây, cục hàng bên trong đây ha. Đây, hàng bên trong đây. Mình sẽ lấy ra mình kiểm tra coi nó đúng thật sự nó hư cổng data không các bạn ha. Đây nó là thấy không, hàng của mình là đây có in tem đã test đàng hoàng, đã kiểm tra đàng hoàng mình mới gửi đi đàng hoàng nha, chứ không phải là khơi khơi mình gửi đi. Đây là cái đồng hồ đồng hồ để sao cái chỉnh cái kim nhiệt tuốt trên đây rồi, ông nào ông chỉnh cái kim tuốt lên đây rồi, hồi xíu mình sẽ chỉnh lại. Đây là cái cọng dây dây đo nè ha, đây đồng hồ đó, kim này đi ra phải ở, nằm ở ở ở ở dưới nè, ông nào ông shipper ông chỉnh hay là chung là nói chung là kêu là không trọng, nói chung mình kép test tới cổng data ha. Đây là cái cổng data data đây, đây cổng data này có cái chức năng là kiểm tra cái bóng led hồng ngoại có hoạt động hay không các bạn. Các bạn bấm vô là biết ngay, nếu sáng đèn thì nó sẽ sáng, sẽ là còn hoạt động, nếu không sáng đèn sẽ không hoạt động được á. Rồi bạn hiện tại mình có cái remote này là remote điều khiển quạt này ha, đây mình bấm nó thấy không, thấy nó sáng đèn không đó, là còn dùng được này ha, là còn dùng được nè. Mình sẽ tiến hành test thử vô cái máy này coi nó sáng không nha. Thì các bạn sẽ đưa cái bóng led này lại chỗ cái bóng đèn đen này nè, đưa vô hướng hướng cái bóng đèn đen. Đây là cái bóng đèn nhận tín hiệu ha, đây là bóng đèn nhận tín hiệu ha. Bạn sẽ đưa vô, bạn chỉnh về cổng data xong rồi bạn đưa vô đây bạn test. Sáng đèn nè, bạn thấy cái đèn đỏ không, nó thấy không, bởi vì là của mình nó không bị hư các bạn. Bạn rõ ràng đây mình bấm vô nè, mình bấm vô bạn coi là bấm những cái tay mình bấm này nha, nó đâu có hư các bạn, không hề hư luôn á nè. Các bạn phải đưa vô gần như vậy bạn bấm nó mới nhận, chứ đâu phải là bạn như cái tivi bạn để ngoài bạn bấm bấm xa xa như vậy là sao nhận được. Phải đưa vô gần, đưa bóng đèn này vô gần cái bóng đèn đen này nè, cấp khoảng 1-2 xăng, 3-4 xăng gì đó bạn bấm nè, nó thấy không, rất là nhận, rất là ngon luôn, đâu có bị gì đâu. Rồi như vậy là cục này là khách không biết dùng nhưng mà lại đổ thừa cho sản phẩm mình, nó bị lỗi các bạn, bảo đảm 100% luôn là ông khách cũng không biết dùng mà đổi thừa sản phẩm của mình bị lỗi luôn ha. Đây là cục hàng của anh đây là cục hàng của anh Nguyễn Anh ha. Đây cục hàng này là anh Nguyễn Anh này không biết sử dụng mà nói là cục hàng mình nó bị hư trả về, thì rõ ràng là mình bấm vô rõ ràng nó vẫn còn cháy, bạn thấy không? Đây rồi, nếu mình nói các bạn luôn, nếu nếu các bạn nếu ai á, mà không biết á, thì hãy chấp nhận là mình không biết,
hỏi người ta chỉ người ta dạy cho, người ta chỉ người ta dạy cho, chứ đừng có mà tỏ ra là cái gì mình cũng biết, tỏ ra cái gì mình cũng biết rồi cuối cùng đi phá hoại người khác các bạn. Mình tốn tổng cộng cái này là 60.000 tiền ship, bạn ít nghĩ ít hả? À, mình nói rồi là rõ ràng là cái này là không có bị hư, cái này không bị hư nhưng mà khách khách không biết dùng, xong rồi trả lại cho mình nói là nó bị hư. Cổng già ta rõ ràng mình test bạn coi nè, không có hư một miếng nào luôn các bạn. Đó, đó. Rồi, sau video đeo này á, các bạn hãy chú ý như thế này. Thứ nhất, nếu các bạn biết sử dụng hãy mua. Nếu không biết sử dụng mà muốn mua thì phải tìm hiểu thật kỹ. Phải tìm hiểu thật kỹ ha, cách sử dụng. Chứ đừng có khơi khơi đi mua xong rồi lại mình lại mình không biết xài rồi mình đổi thừa người ta gửi hàng tào lao cho mình rồi mình trả hàng lại. Như vậy là người bán hàng như mình là cái người gửi hàng là sẽ tốn tiền ship đi và ship về nữa các bạn, không phải là một lần thì ship đâu, ship đi ship về nữa các bạn, hai chiều lần á, biết không, là rất là gọi là tốn tiền luôn á, tức ức chế luôn bạn, rất là ức chế ông này luôn. Mình hôm nay là quá bức xúc luôn, quá bức xúc về ông anh Nguyễn Anh này luôn, quá bức xúc luôn. Hàng rõ ràng nó không bị hư mà lại nói là bị hư trả về, nên cuối cùng là đấu hư. Nãy mình test các bạn coi là không hư luôn các bạn. Rồi video kết thúc rồi, nói chung video mình bày tỏ cái quan điểm, cái bức xúc của mình cho mọi người. Nếu mọi người thấy thấy nó đúng á thì các bạn comment dưới giúp ủng hộ mình ha. Nếu bạn có thắc mắc gì hay là có góp ý gì với mình á, thì có thể comment dưới cho mình biết. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video khá là bức xúc này của mình. Rồi nhưng mà bức xúc rồi cũng biết làm gì được bây giờ. Rồi chào các bạn ha, chúc các bạn ngày vui vẻ.